Dạ vâng, xin gửi lời chào đến quý cô chú anh chị bà con đã luôn luôn tin tưởng, ủng hộ và xem kênh ô tô Duy Tâm ha. Tâm vừa về được con Innova đời 2018 anh chị, 2018 số sàn. Xe này một chủ mua mới từ đầu nha, một chủ mua mới từ đầu duy nhất. Và ô tô chạy hiện giờ là chạy 80 mấy ngàn, nhưng mà Tâm nghĩ chắc hơn anh chị. Xe này chắc khoảng cỡ trăm đến trăm 120 ngàn anh chị. Đó, chất xe thì đẹp, liền, ưng ý, rin hết. Là máy máy là rin 100% nha anh chị, chưa tháo gì hết, chưa gỡ, chưa sửa gì hết. Còn keo chỉ cũng là rin nguyên bản luôn đó, là hai cái đó là rin. Thì nước sơn rin còn nhiều, xe này sơn rin thì còn khoảng 60% ha, nói chung là khoảng sơn khoảng 40% rồi anh chị, còn khoảng 60% là nước sơn rin. Xe ở Sài Gòn thì nó hay bị trầy nên người ta cũng sơn 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 lại ha, chứ còn mà hơn 80-90% là không đúng nha anh chị. Xe này sơn còn khoảng 50-60% thôi, nhưng mà được có cái là nó không có lỗi làm gì hết đó. Đăng kiểm thì còn khá là dài, và nội thất bọc lại ghế da hết rồi, dán phim cách nhiệt đầu đầy đủ à, bốn vỏ cũng còn được anh chị, bốn vỏ còn được. Xe này thì Tâm đánh giá là xe khá anh chị, 7,5 điểm nha, trên 7 điểm em nghe, nói đi anh. Vô rồi anh ơi, vô rồi. Xe mới lắm anh chị, xe này sản xuất năm 2018 thì có cân bằng điện tử rồi, màu là màu sơn bạc nha anh chị, màu bạc, có thắng ABS, có cân bằng điện tử đó. Rồi nói chung là những cái hàng Toyota thì đồ chơi nó rất là nghèo nàn anh chị, nó không có gì để chơi đâu. Mình muốn thì mình đầu tư thêm. Xe này thì giờ thiếu mỗi cái màn hình anh chị, thiếu mỗi cái màn hình thì lên cái màn hình đâu đó chắc khoảng 5 triệu mấy nữa là có màn hình đồ là đầy đủ rồi, ghế da rồi, phim cách nhiệt là dán sẵn hết rồi, chỉ thiếu cái màn hình thôi, vỏ lốp còn được, mâm đẹp, chất xe ưng ý. Và mình bán xe này cho anh chị với cái mức giá là 406 nha anh chị, 460, 2018 xe đẹp. Bởi vì Tâm bán những cái xe mà chạy 5-60 ngàn, 30-40 ngàn á, mà nếu mà giới thiệu cái xe này nó quá quá hớp á, thì những cái xe kia không biết giới thiệu như thế nào. Nên Tâm nói xe này là 7,5 điểm nha anh chị. Nhìn cái vô lăng nè, một chủ từ đầu, chưa có dấu hiệu mòn bao nhiêu luôn anh chị, còn đẹp lắm không. Xe này thì Tâm nghĩ chắc khoảng trăm đến 120 ngàn là hết hết ga anh chị. Mà Tâm cũng mua lại của anh em, xe thì bao cho anh em, là bao cho khách hàng bà con anh chị là không lỗi lầm. Cái này bên Tâm mua lại thì Tâm bán là 460 anh chị. Giá thị trường nhập vô bây giờ thì anh chị cũng biết rồi ha, giá thị trường nhập vô bây giờ thì phải tầm bốn bốn mấy mới có xe anh chị, 440, 44 mấy mới có xe đó. Anh chị cứ tham khảo thử coi, nhưng mà với điều kiện là phải lựa xe đẹp nha, xe khá nha, chứ còn xe dập xe nát thì nó xe mới nó dễ mua lắm, bất cứ hãng nào cũng mua được hết, mình vô hãng nào ở đại lý nào cũng có giá niêm yết hết rồi, rất là dễ mua. Nhưng mà riêng cái xe cũ này á thì nó ăn theo cái chất lượng anh chị ạ. Ăn theo cái chất lượng, chất lượng đẹp thì cái giá khác anh chị cũng biết rồi, còn chất lượng vừa vừa rồi giá vừa vừa vậy đó. Thì đây là con xe đẹp nè, đây anh chị nhìn nè, càng ga càng con càng thắng nè, cũng còn đẹp đó, xe được anh chị, khá xe đó, có cảm biến ha. Và ô tô là hiện giờ là 82 ngàn anh chị. Anh chị nhìn nè, ốc bán nè, ốc bán bản lời đẹp lắm. Dạ em đang làm video. Dạ có gì gấp không bác? Dạ. Dạ tí xíu nữa điện lại, tại bữa có nói là mà bên sửa chữa người ta làm bị rơi mắt á, người ta lột cái teo phim cách nhiệt nó dính theo, người ta không biết á, lính mới á, thì giờ mình vô mình xin đăng lại thôi. Dạ, thì bác giúp em làm cái đó cớ mắt tem đăng kiểm được không? Giúp em cái. Cũng dễ lắm thôi mà. Dạ, giờ biết sao giờ, bữa có nói rồi. Thì thôi bác làm đi, có gì bên mình phụ thêm chi phí cho nha.
Dạ rồi. Dạ. À, cái xe mà bị mắc hai cái tem đăng kiểm, giờ vô đăng kiểm nó không cho, nó bắt phải đi làm đơn mắc. À, ông chửi quá trời luôn, đọc không danh nó hại ghê không. Đây anh chị coi nè, xe đẹp lắm anh chị, xe khá là ưng ý nha. Cái này thì rin hết anh chị, cửa cốp capo là chưa mở gì hết à, cửa cốp capo chưa mở là yên tâm rồi. Ghế là ghế da da bò sạch đẹp lắm. Cái này anh chị thấy anh chị vừa ý liền, tôi thấy xe đều lắm, đều và ưng ý nha, đều ưng ý, không có điểm trừ, không có khuyết gì hết á. Mâm lốp đẹp nè, mình phòng đẹp nè, nước sơn rin còn nhiều nè, chất xe đều từ A tới Z nè. Biển số là biển số thành phố Hồ Chí Minh 60313. Còn riêng về chất lượng xe thì cái này Tâm đánh giá cũng phải được 7 điểm rưỡi đến 8 điểm nha anh chị nha. Ốc tán thì chưa mở, keo chỉ thì bao rin, chất lượng xe thì đều lắm, ưng ý lắm. Anh chị coi kiểm tra cụ thể nha. Cái này thì bên mình bán bao, có văn bản cam kết đàng hoàng anh chị. Gầm nè, vỏ nè, gầm gầm mới lắm. Ốc sáng trưng à. Xe này cũng mua mua xe nào ha anh chị ha. Nói chung được xe đó. Chất lượng xe thì number one, mọi thứ thì đều lắm, đẹp lắm, ưng ý lắm. Và anh chị có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên Tâm để sở hữu ngay con xe này ha, là con Innova đời 2018 số sàn bản E. Innova thì có một bản à, không có bản thiếu, bản đủ thế anh chị. Cái máy trắng tươi à, nhìn chung dầu nè, nhìn máy nè, cái máy này Tâm đánh giá cũng khá cao về cái chất lượng máy này nha anh chị. Máy này đánh giá chất lượng khá cao. Đây, cửa cốp capo là chưa mở lỡ gì hết, keo chỉ zin 100%. Tâm có chiếc này với một chiếc nữa cũng biển Sài Gòn, cũng y vậy luôn, cũng tương tự luôn, cũng giống như hai anh em sinh đôi luôn, cũng màu bạc, cũng y vậy luôn, cũng số km khoảng khoảng này luôn, chất lượng xe cũng cỡ này luôn. Tâm bán xe đó là 455, xe này Tâm bán 460. Hai chiếc không có chiếc nào có màn hình hết anh chị. Anh chị muốn lên màn hình thì lên màn hình thì khoảng 5 triệu, 5 triệu mấy nữa. Còn mọi thứ là ok hết rồi. Đăng kiểm còn tới tháng 4 2026. Xương đầu xương ngang gì chuẩn hết anh chị. Bốn sáu mươi anh chị, có thể là giảm cho anh chị 5 triệu luôn cũng được, để 455, hai xe bằng nhau, xe này với xe kia Tâm đều để 455 hết nha. 455 á, anh chị thấy hợp lý thì chốt ha. Innova đời 2018 có cân bằng điện tử. Đó, có thắng ABS, có túi khí an toàn, chất xe đẹp, máy trắng. Chất xe nhìn cái máy nè. Bây giờ rất là nhiều người bán và nhiều cái kênh bán hàng rất là nhiều anh chị. Nhưng mà xe lấu lấu, xe dập dập, xe lỗi lỗi là bên Tâm không có làm. Thì lâu lâu cũng có mua được cái xe, mua cái xe bị lỗi chứ không phải là được, mua cái xe bị lỗi. Thì những cái xe đó Tâm cũng bán rẻ, thấp, hợp lý để cho anh chị mình cân nhắc. Nếu xe lỗi thì cái giá phải như thế nào, còn xe riêng thì giá phải như thế nào. Mua cái xe về để làm của thì mua cái xe riêng như xe này thì nó không có ngại gì hết anh chị, nó chất hết, nó ưng ý hết, không có ngại ngùng ha. Đây là con xe chất, xe đẹp nha. À, 2018 một chủ mua mới từ đầu, màu bạc, Innova màu bạc 2018.
Đó, 18 thì lưu ý là có cân bằng điện tử rồi. Này bên mình để là 4 455 thôi, không có 460 nữa mà 455 thôi. Rồi, anh chị cũng biết rồi ha, giá cả đầu tư cái xe đẹp xe riêng thì mua lại của anh em cũng không có được giá tốt đâu. Mua anh em cũng đã lời một miếng rồi, chỉ trừ khi vô dân mua thì mới được giá tốt thôi. Anh chị cũng biết thấy 217, 218 người ta bán 49 nếu xe ít cây số. Xe này thì 8 lít mốt cho đường trường, 9 lít 7 đường hỗn hợp và đường thành phố là 12 lít rưỡi nha anh chị. Khoảng 8 9 10 lít đó, cho 100 km đó. Nhà kiểm định, nhà sản xuất người ta tính toán là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của cái thằng Innova nó như vậy anh chị. 8 chỗ ngồi rộng rãi. Dòng này thì nó rộng, nó cao ráo rộng rãi, nó hơn hẳn cái thằng Xpander với thằng XL7. Nhưng mà cái Innova này thì nếu mà ai thích thương hiệu của Toyota thì cái kiểu dáng này nó bền dáng anh chị, nó bền dáng, nó lâu lỗi thời. Bền dáng lâu lỗi thời. Và cái mức độ giảm giá cũng phù hợp ha. Xe này lúc trước mua 800 mấy chứ anh chị, giờ mua còn có 455 triệu à. Anh chị thấy phù hợp không? Nếu mà anh chị thấy sản phẩm này hợp lý và vừa ý thì alo, nhấc máy alo ủng hộ Tâm nha. Con xe Innova màu bạc 2018, lăn bánh 80 mấy ngàn cây. Nó khoảng khoảng 100 ngàn anh chị. Và không lỗi làm gì hết, rin từ A tới Z, máy và khung gầm cũng như là keo chỉ là rin hết. Và bên Tâm bán là 455, hỗ trợ rút hồ sơ nha. Xe một chủ mua mới từ đầu, biển số thành phố Hồ Chí Minh, không lỗi, bán vậy nha. Anh chị thấy hợp lý thì gọi cho Tâm 0917 215 512 nha anh chị. Đến xem xe trực tiếp tại ô tô Duy Tâm theo địa chỉ là gần Quỹ Ban, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ha. Google là đại lý ô tô Duy Tâm. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại anh chị.